Xin chào các bác. Hôm nay em sẽ tiến hành mở hộp chiếc hub hiển thị thông tin lên kính lái Quest Vision V8. Đây là cái thiết bị hiển thị tất cả các thông tin trên cái tablo của xe lên kính lái để giúp chúng ta dễ dàng dàng quan sát các cái thông tin này trong cái việc giúp cái việc lái xe nó tiện lợi hơn. Thì đây là chiếc hộp của cái sản phẩm. Thì chúng ta sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm. Trong hộp ấy thì đầu tiên đấy thì chúng ta thấy là có cái thẻ bảo hành kèm với cái series ID của thiết bị. Tiếp theo ấy thì là trong hộp có một cái cáp. Cáp này là cáp cáp mini USB để kết nối với thiết bị này. Tiếp theo nữa ấy là cái dây để kết nối giữa cái hub vào xe. Thì cái dây này á, là cái dây sử dụng cái cổng là OBD2. Tất cả các cái dòng xe hỗ trợ cái chuẩn OBD2 này á, thì đều sử dụng được cái hub này. Đầu kia ấy, thì là đầu có chuẩn chân là mini USB để kết nối vào cái thiết bị. Tiếp theo nữa ấy, thì đây là cái chân đế để lắp vào thiết bị và dán lên mặt tablo. Tiếp theo là một cái sách hướng dẫn sử dụng. Và cái sách này thì hoàn toàn bằng tiếng Việt. Đấy. Em sẽ hướng dẫn các bác cách lắp cái dây tín hiệu cho cái hub hiển thị thông tin lên kính lái Quest Vision. Thì đầu tiên đấy là cái đầu OBD2 này ấy. Các xe sẽ đều bố trí nó ở vị trí là bên dưới cái vô lăng. Đấy, thì ví dụ như là ở cái xe Kia này ấy, thì cái cổng OBD2 đấy. Đấy thì đầu này sẽ bố trí ở cắm ở đấy. Còn cái đầu hấp này ạ, đầu cắm hấp đấy thì các bác đi làm sao đấy cho nó đi theo cái đường này để đưa lên mặt tắp luôn. Đây em lấy cái này. Đấy. Thì với con Kia này thì các bác mở cái phần này ra. Để cái việc đi dây dễ dàng thì các bác dùng cái dây mồi này. Đấy, đưa cái dây xuống đây. Xong là sẽ lấy băng dính cuốn cái đầu nối vào hấp vào cái dây mồi đấy. Đấy, sau đó là các bác kéo cái dây lên. Đấy, thì cái việc đi cái dây này nó cũng rất là đơn giản là vậy thôi. Đấy, sau đó là các bác
lắp chiếc lắp hiển thị thông tin lên kính lái là chúng ta nhét cái dây vào cái vị trí chân kính kia là được ạ. Cắm cái đầu OBD2 vào cái đầu OBD2 trên xe. Chờ đóng cái nắp, đóng các cái nắp nhựa lại. Toàn bộ cái quá trình lắp đặt này rất nhanh, chắc trong khoảng độ 5 phút là xong các bạn. Đấy, thì kết nối xong ấy, thì là nó sẽ đưa cái thông tin lên cái hub hiển thị của chúng ta. Chiếc hub West Vision V8 này á, thì sau khi các bác đi dây xong ấy, các bác cắm cái dây vào thân của chiếc hub ấy, thì nó sẽ có hiển thị được cái thông tin lên kính lái này. Thì để mà cái thông tin nó, có nghĩa là cái hình ảnh nó rõ nét và quan sát tốt vào cái thời tiết, ví dụ như là lúc mà nắng, cái ánh sáng nắng to ấy, thì nhà sản xuất có đưa cho cung cấp cho chúng ta một cái phin để dán lên kính lái. Thì phin này nó có hai mặt, một phần back thì chính là cái phần mà dán vào kính, rồi cái phần front này là cái phần mà đấy. Thì sau khi chúng ta dán lên kính xong, chúng ta bóc cái phần front này ra và sẽ quan sát cái hình ảnh, nó sẽ đưa ra chúng ta cái hình ảnh nó sẽ rõ nét hơn. Sau khi lắp đặt xong ấy, thì các bác hãy dành một ít phút để xem hướng dẫn sử dụng. Thì toàn bộ cái hướng dẫn sử dụng của con hub West Vision V8 này thì là đều được viết bằng tiếng Việt và rất là dễ hiểu. Ở đây thì có các cái thông số, ví dụ như 1, 2, 3 là các cái thông số ở đây người ta cũng sẽ rõ, đưa hết cho các cái thông tin cho chúng ta ở trong này này, ví dụ như đa chức năng, tốc độ, nhiệt độ, rồi các cái thông số ở đây đều được được diễn giải rất là rõ đây. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6 đây, ví dụ như là đấy, ví dụ đa chức năng này, hai là đèn chiếu sáng này, tất rồi cảm biến ánh sáng này. Đấy, thì nó sẽ diễn giải cho các cái bộ phận ở trên ngân hub này. Đấy, ví dụ như là các cái nút chức năng nó cũng sẽ được trình bày rất rõ đây, ví dụ như là 1, 2, 3, 4 ở đây có, ví dụ đẩy sang trái sang phải là nó hiển thị cái gì, ví dụ đây đằng sau này nó có đấy, ví dụ như là đấy, đấy. Khi mà chúng ta điều chỉnh ví dụ sang phải đây là nó thay đổi các cái chế độ. Ở đây thì nó có 12 cái menu, à 11 cái menu để điều chỉnh, thì điều chỉnh các thông số, ví dụ như là nó có sai lệch gì đấy so với thực tế thì các bác có thể sử dụng 12 menu này để điều chỉnh. Ví dụ như là tốc độ này, rồi cảnh báo vòng tua này, rồi hiển thị tốc độ này, độ sáng thứ đấy, thì ở đây nó có hết các cái rồi. Để vào thì ví dụ để vào menu cài đặt thì các bác giữ chặt đấy, thì menu 1 này đấy, có thông số ở đây rồi, ví dụ thế đấy, chúng ta gạt sang phải để tăng lên 2, 3, 4 đấy. Thì
mà các bác tham khảo các thông số cài đặt ở trong phần hướng dẫn sử dụng cho Red Vision V8 và tương tự cho các cái modem khác. Sau khi cài xong thì các bác ấn vào thì nó sẽ quay trở lại cái chế độ hiển thị. Đây này, ví dụ như ở đây là hiển thị tốc độ và cái vòng tua máy này.